Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 29 tháng 4 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.